thuật lãnh đạo. Người dịch: Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Đức Anh, Phan Vũ Tuấn Anh. Bản quyền tiếng Việt: Thái Hà Books. Nội dung chính: Lãnh đạo không nhất thiết phải là người học rộng, nhưng nhất thiết phải là người có năng lực. Họ phải biết lựa lời với cấp trên, phải nghiêm khắc mà độ lượng, ân cần niềm nở với cấp dưới, phải động viên tinh thần cộng sự, phải biết tùy cơ ứng biến, nhanh nhạy, khôn khéo với đối phương, phải biết tranh thủ những người ủng hộ, đồng thời đặt mình vào vị trí của những người phản đối mình để tìm cách thu phục họ. Bồi dưỡng tố chất lãnh đạo không phải là việc có thể làm trong một sớm một chiều mà cần phải tích lũy qua thời gian. Người lãnh đạo phải không ngừng học tập để nâng cao năng lực và rèn luyện tố chất của mình. Trau dồi kỹ năng một cách đúng đắn là chúng ta đã thành công được một nửa. Một nửa còn lại chính là việc chúng ta áp dụng được vào thực tiễn những gì mình đã học. Có mục tiêu mới có phương hướng và động lực. Hàng ngày, chúng ta đều bắt gặp những người không hài lòng với cuộc sống của bản thân và thế giới xung quanh. Thực ra, có tới 98% trong số họ không thể miêu tả rõ ràng về một thế giới khiến họ cảm thấy hài lòng. Họ không có mục tiêu cụ thể để thay đổi cuộc sống. Một nhân viên bình thường có mục tiêu sẽ trở thành người tạo ra lịch sử. Một người không có mục tiêu sẽ mãi mãi chỉ là một nhân viên bình thường. Mục tiêu giúp bạn biết cái đích phải đến và thúc giục bạn tiến lên. Khi nỗ lực thực hiện mục tiêu, bạn sẽ cảm thấy tự hào về bản thân mình. Cùng với thời gian, khi bạn lần lượt thực hiện được các mục tiêu, thì tư tưởng và phương thức làm việc của bạn cũng sẽ thay đổi. Mục tiêu của bạn phải thật cụ thể và có khả năng thực hiện. Đây là điều rất quan trọng. Bởi nếu một kế hoạch được đưa ra không cụ thể, không xác định được có khả thi hay không, thì sự tích cực của bạn sẽ bị giảm đi đáng kể vì bạn không biết mình còn cách mục tiêu bao xa. Khi có những mục tiêu trong cuộc sống, chúng ta sẽ thấy công việc nào cũng đều có ý nghĩa. Cuộc sống của chúng ta vì thế cũng trở nên vui vẻ và tràn đầy sức sống, đơn giản vì chúng ta đang hướng đến mục tiêu. Nhiều lúc chúng ta thất bại không phải do những khó khăn trên đường đời, mà do chúng ta không có niềm tin vào mục tiêu của mình. Một mục tiêu có khả năng thành công là động lực giúp chúng ta tiến bước. Năm 1984, tại giải Marathon quốc tế được tổ chức tại Tokyo, vận động viên người Nhật Bản Keijo Yamada đã bất ngờ đánh bại các tên tuổi lớn và giành được huy chương vàng. Khi được hỏi lý do gì đã khiến anh giành được thành tích tuyệt vời đến vậy, anh trả lời: "Tôi chiến thắng bằng trí tuệ." Mãi đến 10 năm sau, điều bí mật mới được làm sáng tỏ. Trong cuốn tự truyện của mình, Yamada viết: "Trước mỗi lần thi đấu, tôi đều đi xem trước tuyến đường mình sẽ chạy, vẽ lại những địa điểm nổi bật như địa điểm đầu tiên là ngân hàng, tiếp đến là một cái cây to. Vì thế, khi vào cuộc thi chính thức, tuyến đường hơn 40 km đã được tôi chia nhỏ ra và hoàn thành hết sức nhẹ nhàng. Thực ra lúc đầu tôi không biết cách làm đó, tôi chỉ nhắm đến lá cờ cắm ở vạch đích và kết quả là sau khi chạy được hơn 10 km, tôi đã kiệt sức. Tôi rất hoảng sợ trước mục tiêu xa vời phía trước." Có rất nhiều câu chuyện và nhiều thành quả nghiên cứu chứng minh rằng trong mỗi con người đều đang ẩn chứa tiềm năng to lớn chưa được khai thác. Học giả Mỹ William James đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng người bình thường mới chỉ phát huy được 1/10 khả năng của mình, chúng ta mới chỉ sử dụng 1/1 rất nhỏ tiềm năng của mình. Roosevelt, tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ từng nói: "Người kiệt xuất không phải là những người được ban cho tài năng thiên bẩm, mà là người biết cách phát huy khả năng của mình ở mức độ cao nhất." Thành công là gì? Thành công chính là thiết lập mục tiêu rõ ràng và thực hiện mục tiêu đó bằng nỗ lực của bản thân. Nhưng có không ít người trong quá trình thực hiện mục tiêu lại bị những việc khác thu hút sự chú ý, để rồi liên tục thay đổi mục tiêu và cuối cùng họ đã đánh mất mục tiêu ban đầu của mình. Có một câu chuyện như thế này. Có 3 người công nhân đang xây tường. Một người qua đường hỏi họ: "Anh đang làm gì?" Người thứ nhất trả lời: "Xây tường." Người thứ hai trả lời: "Tôi đang kiếm tiền." Người thứ ba trả lời: "Tôi đang tạo nên một ngôi nhà độc đáo nhất trên thế giới." Người thứ nhất làm việc chỉ vì công việc. Người thứ hai làm việc vì tiền. Còn người thứ ba làm việc vì một mục tiêu. Được biết đây là câu chuyện có thật. Sau đó anh công nhân thứ nhất và thứ hai vẫn chỉ là những công nhân xây tường bình thường, trong khi anh công nhân thứ ba đã trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng. Việc thiết lập mục tiêu có ý nghĩa quan trọng đối với việc thành công của cả một kế hoạch.
đó là kim chỉ nam, là điểm xuất phát và đồng thời là đích đến cho mọi kế hoạch và hành động. Có rất nhiều người không đủ tự tin vào năng lực của bản thân nên thường tìm mọi lý do để biện hộ. Họ đã đổ vấy trách nhiệm cho ông trời. Trên thực tế, có nhiều lúc nguyên nhân thất bại của một người là do người đó không có những hành động thiết thực để thực hiện lý tưởng của mình. Chúng ta thường chỉ có ý tưởng, nhưng lại không biến ý tưởng đó thành mục tiêu. Hơn nữa, ý tưởng đó lại chưa được định hình, nên mục tiêu cũng vì thế mà không rõ ràng. Kết quả là khi hành động, người ta mất phương hướng, thậm chí không biết mình còn cách mục tiêu bao xa. Muốn trở thành người lãnh đạo thành công, tự tin và kiêu hãnh, chúng ta phải xác định thật rõ mục tiêu của mình. Khi mục tiêu đã rõ ràng, thì việc phải làm như thế nào không còn là vấn đề, và thành công là chuyện đương nhiên. Hành động, có mục tiêu đúng, phải hành động ngay. Khi mục tiêu đã được thiết lập, người lãnh đạo phải hành động ngay, thậm chí là làm việc không ngừng nghỉ. Khả năng hành động ngay cũng như khả năng giỏi sắp xếp kế hoạch hành động là điều rất quan trọng trong thành công của bất kỳ cá nhân nào. Nếu thiếu đi khả năng đó, cho dù mục tiêu của bạn có tốt đến đâu, bạn cũng rất khó có thể thực hiện được. Napoleon từng nói, dành chút thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Khi thời cơ đến thì không nghĩ ngợi gì nữa mà lập tức hành động. Tính chủ động giúp nhà lãnh đạo nhìn thấy được những sự việc mà người khác không nhìn thấy, giúp họ có được những việc làm mang tính chiến thuật và giành được sự tín nhiệm của người khác. Nhưng tại sao nói thì dễ mà làm thì lại khó? Bởi vì chúng ta đã bỏ qua sự liên hệ giữa biết và hành động. Chúng ta không lựa chọn cách làm chủ động. Lựa chọn có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm về thái độ và hành vi của chính mình, không đổ lỗi cho người khác và hoàn cảnh. Để làm được điều đó, chúng ta phải trải qua một quá trình tự xung đột, đối kháng. Phải có sự lựa chọn sáng suốt, nếu không, hành động chúng ta rất dễ bị phụ thuộc vào hoàn cảnh. Chúng ta hãy hành động trước, sau đó sẽ dần hoàn thiện bản thân trong quá trình hành động. Hành động có tác dụng khích lệ chúng ta, đó là biện pháp có hiệu quả để đối phó với tính lười biếng. Napoleon đã từng nói một câu rất nổi tiếng, lúc nào tôi cũng chiến đấu trước, rồi mới lên kế hoạch chiến đấu sau. Bạn không cần phải hoàn thiện mình hay thay đổi hoàn toàn thái độ sống của mình trước khi tìm kiếm cuộc sống mà mình đang hướng tới. Chỉ có hành động mới làm cho bạn tốt hơn. Cách làm thông minh nhất là tiến về phía trước, thực hiện mục tiêu mà mình hướng tới. Chúng ta muốn làm gì thì hãy làm việc đó, sau đó mới cần nghĩ đến việc hoàn thiện bản thân hay mục tiêu của mình. Vận động mới mang lại sự thay đổi, vận động mới mang lại sự phát triển. Cuộc sống là như vậy, nói nhiều không bằng làm ít. Bất cứ kế hoạch nào của người lãnh đạo đều phải biến thành hành động. Napoleon cũng từng nói, nghĩ được tốt là thông minh, lên kế hoạch tốt còn thông minh hơn, nhưng thông minh nhất vẫn là làm được tốt. Người lãnh đạo ngoài việc ra một quyết sách đúng đắn cũng cần có một tinh thần mạo hiểm. Mạo hiểm có thể khơi gợi sức sáng tạo và ý chí đấu tranh, cổ vũ tinh thần của con người. Kinh doanh giống như đánh bạc, tính rủi ro rất cao. Cơ hội thành công và thất bại là ngang nhau. Chúng ta phải luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt cơ hội bất cứ khi nào nó xuất hiện. Sau khi nắm bắt được cơ hội, nguy cơ vẫn luôn tiềm ẩn. Vì thế, chúng ta phải luôn cẩn thận, phải luôn sẵn sàng ứng phó với những tình huống có thể xảy ra và giành chiến thắng. Những người không dám mạo hiểm là những người không thể có được thành công. Đó là chân lý bất diệt. Nếu cơ hội thành công và thất bại là ngang nhau, vậy chúng ta hoàn toàn có thể thử lại lần nữa sau khi thất bại. Chúng ta thường có thói quen kéo dài thời gian khi làm một việc gì đó và thường thích hưởng thụ trước khi bắt tay vào hành động. Việc kéo dài thời gian như vậy sẽ dẫn đến thất bại. Lấy lý do chưa chuẩn bị đầy đủ để không hành động sẽ chỉ làm kế hoạch của chúng ta bị chậm trễ và đánh mất cơ hội mà thôi. Trong hoàn cảnh đó, cách tốt nhất là tận dụng những điều kiện đã có để bắt đầu hành động. Vừa hành động, vừa tìm kiếm hoặc đợi chờ điều kiện chín muồi. Không phải là tôi không muốn hành động, mà là hành động cũng không có ích lợi gì. Vậy thì còn hành động làm gì nữa? Trên thực tế, hành động không lúc nào là muộn. Có thể trước đó chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội, điều kiện tốt. Nhưng trong tình huống đó, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là hành động. Mục đích của hành động là tìm lại những cơ hội và điều kiện đã mất để bù đắp thiệt hại và sai lầm, để công việc quay trở lại trạng thái bình thường.
tự tin, tin rằng mình làm được thì sẽ làm được. Sức mạnh lớn nhất xuất phát từ chính chúng ta, kẻ thù lớn nhất của chúng ta cũng chính là chúng ta. Làm lãnh đạo, chúng ta phải nghiêm khắc với chính mình. Có như vậy, chúng ta mới tự tin đón nhận thử thách, đồng thời trở thành tấm gương cho cấp dưới. Nếu bạn nghĩ rằng tôi làm việc gì cũng thất bại, tôi là một người vô dụng, thì chắc chắn bạn sẽ không thể thành công khi làm bất cứ việc gì. Trong cuộc đời, mỗi con người đều trải qua không ít lần thất bại và cũng có nhiều lúc thành công. Nếu lúc nào chúng ta cũng chỉ nghĩ đến thất bại, chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua được nó. Kẻ thù lớn nhất mãi mãi là chính chúng ta. Vận may và vận đen một nửa là do ngẫu nhiên, một nửa còn lại là do con người. Sau khi tiến hành điều tra đối với một người có vận may trên thương trường, người ta đã phát hiện ra rằng người đó thuộc kiểu người không bảo thủ, biết thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng kẻ thù lớn nhất chính là sự bảo thủ và tư tưởng luôn nghĩ đến thất bại của chúng ta. Cách nhanh nhất, chính xác nhất để chinh phục nỗi sợ hãi, khống chế sự tự ti, tạo ra sự tự tin chính là làm những việc mà mình thấy sợ, cho đến khi chúng ta có được kinh nghiệm để thành công. Ánh mắt có thể tiết lộ cho chúng ta nhiều thông tin. Việc không nhìn thẳng vào người khác thường có nghĩa là tôi thấy tự ti bên cạnh bạn, tôi thấy không bằng bạn, tôi sợ bạn. Khi nhìn thẳng vào người khác có nghĩa là bạn đang nói với người đó, tôi rất chân thành và ngay thẳng, tôi tin rằng những gì mà tôi nói với bạn đều là sự thật. Bạn hãy để đôi mắt làm việc cho bạn, tức là hãy tập trung vào người khác. Làm như vậy, không những bạn sẽ thấy tự tin mà bạn còn có thể giành được sự tín nhiệm của họ. Có rất nhiều người có tư duy nhạy bén, tư chất thông minh, nhưng lại không thể phát huy sở trường của mình để tham gia thảo luận với người khác. Không phải là họ không muốn tham gia, mà là do họ thiếu tự tin. Xét từ góc độ tích cực, nếu tận dụng cơ hội để nói ra ý kiến của mình, chúng ta sẽ tăng thêm sự tự tin, và lần sau chúng ta sẽ càng dễ phát biểu ý kiến. Vì vậy, hãy phát biểu ý kiến thật nhiều, đó chính là vitamin của sự tự tin. Trên thực tế, cười là liều thuốc quý để điều trị bệnh thiếu tự tin. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người không tin vào điều đó, bởi vì khi sợ hãi, họ chưa bao giờ thử cười. Nụ cười có thể làm giảm đi tâm trạng u uất, có thể hóa giải tình thế căng thẳng giữa hai bên. Nếu bạn nở một nụ cười chân thành với một người nào đó, người đó sẽ không thể giận bạn được. Sức mạnh của quân đội quá nửa là do họ có lòng tin vào vị chủ soái của mình. Nếu chủ soái tỏ ra sợ hãi, lo lắng, thì binh lính sẽ hỗn loạn, hoang mang. Sự tự tin của chủ soái sẽ làm tăng thêm dũng khí cho binh lính. Thành tích của bạn lớn hay nhỏ phụ thuộc vào độ tự tin của bạn. Nếu bạn hoài nghi về khả năng của bản thân, thì trong suốt cuộc đời mình, bạn sẽ không thể làm nên việc lớn. Cho dù bạn là người tài giỏi đến đâu, khả năng của bạn thế nào, trình độ của bạn cao đến đâu, thành tích của bạn sẽ luôn phụ thuộc vào sự tự tin của bạn. Có rất nhiều người luôn cho rằng hạnh phúc trên đời này là thuộc về người khác. Họ không xứng đáng với nó, họ không thể ngang hàng với những người may mắn đó. Họ không hiểu rằng sự tự ti đó, sự tự loại bỏ mình đó sẽ làm giảm đi sức sống của họ, giảm đi cơ hội thành công của họ. Sự tự tin có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với tiền bạc, thế lực, gia thế, bạn bè. Đó là vốn quý nhất của con người. Tự tin có thể giúp chúng ta khắc phục khó khăn, loại bỏ trở ngại để đạt đến thành công. Nếu chúng ta phân tích, đánh giá những thành quả vĩ đại mà những người tự tạo ra cơ hội có được, chúng ta sẽ thấy rằng ngay từ lúc bắt đầu, họ đã có một niềm tin vững chắc vào bản thân mình. Ý chí của họ kiên định đến mức có thể đạp bằng mọi sự hoài nghi và sợ hãi, vốn rất dễ dàng khiến những người tự đánh giá thấp mình bỏ cuộc để tiến về phía trước. Không gì thần kỳ hơn uy lực của niềm tin. Đầu tiên chúng ta tin rằng tôi chắc chắn làm được. Sau đó chúng ta sẽ có được những điều kiện cần như năng lực, kỹ năng và sức lực. Mỗi khi bạn tin rằng tôi có thể làm được, bạn sẽ biết phải làm như thế nào. Mong muốn thành công chính là khởi nguồn cho sự sáng tạo và giàu có. Khi đã có mong muốn đó, con người ta sẽ có niềm tin. Niềm tin ấy lại được chuyển hóa thành tình cảm tích cực. Nó có thể khơi gợi tiềm ý thức của chúng ta và mang lại cho chúng ta nhiệt huyết, sức lực và trí tuệ, từ đó giúp chúng ta thành công. Niềm tin chính là kỹ sư tâm hồn. Trong cuộc sống, nếu kết hợp niềm tin và suy nghĩ,
con người sẽ có được trí tuệ và sức mạnh vô biên để biến ước muốn thành vật chất, tiền bạc và sự nghiệp. Nếu muốn tạo ra sự tự tin, bạn phải loại bỏ hoàn toàn sự tự ti. Để giúp loại bỏ sự tự ti, bạn có thể viết ra những đam mê, sở thích, tài năng, sở trường của mình. Khi viết ra, bạn sẽ biết mình có thể làm những gì. Sau đó so sánh với bạn bè và cả những người khác, bạn sẽ biết trình độ năng lực của mình đến đâu. Thế giới muôn màu muôn vẻ, cuộc sống đầy rẫy những thử thách. Bạn muốn ngồi nhà là một kẻ nhát gan hay đi ra ngoài để thử sức mình? Tất cả những tư tưởng tiêu cực nếu hằn sâu trong ký ức lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ là mối đe dọa với sự tự tin và là vấn đề tâm lý của bạn. Trở ngại tâm lý dù lớn đến đâu, chúng ta đều có phương pháp chữa trị. Đó là ngừng suy nghĩ những điều tiêu cực, nhớ lại những sự việc tốt đẹp. Để tạo nên một con người mới thì bạn phải loại bỏ những tư tưởng không vui ra khỏi đầu. Khi nhớ về những sự việc đã qua, bạn hãy nghĩ về những mặt tốt mà quên đi những chuyện không vui. Trong cuộc đời của mỗi con người, chắc hẳn phải có những việc quan trọng làm cho bản thân thấy phấn chấn. Nếu bạn luôn hướng về những việc đó, tự khắc những việc không vui sẽ dần bị xóa khỏi ký ức của bạn. Hãy để cho mình có được cảm giác là mọi chuyện rất tốt đẹp. Khi đó, bạn thấy mình biết làm gì thì hãy làm việc đó. Nếu bạn cho rằng mình rất có giá trị và đưa tư tưởng đó vào trong hành động, bạn sẽ càng tự tin hơn. Con người có hàng nghìn lý do để tự ti và cũng có hàng nghìn lý do để tự tin. Con vịt xấu xí có thể trở thành thiên nga xinh đẹp là do nó tự tin, đứng thẳng, tự hào và dang rộng đôi cánh. Hãy để sự tự ti biến mất khỏi cuộc sống của bạn. Bạn sẽ có đủ tự tin để làm tốt một vài việc nào đó. Đó chính là bước đệm để bạn làm những việc lớn hơn. Kiềm chế, làm chủ hành vi của bản thân. Khả năng tự kiềm chế là phẩm chất, cũng là thước đo để đánh giá bản lĩnh của một người lãnh đạo. Khả năng tự kiềm chế bản thân bao gồm những mặt sau. Bình tĩnh khi đối mặt với nguy cơ. Nguy cơ có thể tôi luyện hay hủy diệt con người. Những nguy cơ trong công việc và cuộc sống đều là thử thách cho người lãnh đạo. Thông thường trong cuộc sống có hai loại người. Một là những người vừa gặp phải điều không may mắn thì chùn bước, kêu trời kêu đất. Hai là những người tuy cảm thấy đau khổ vì nghịch cảnh nhưng quyết không chịu đầu hàng. Họ biết rõ rằng nếu không tự kiềm chế bản thân thì sự việc càng trở nên tồi tệ hơn. Người lãnh đạo cần phải làm được như vậy trước cấp dưới của mình. Nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng tiêu cực. Trăng có lúc mờ lúc tỏ, lúc khuyết lúc tròn. Con người có phúc có họa. Tâm trạng có lúc vui lúc buồn. Tinh thần lạc quan, sự tự tin sẽ khiến chúng ta tràn đầy sức sống, hăng hái, tích cực và tiến tới thành công. Sự bi quan, lo lắng, tức giận, lạnh lùng, thất vọng, ân hận sẽ mang lại ảnh hưởng tiêu cực. Nó sẽ làm tiêu hao sức lực của chúng ta, kìm hãm, khiến chúng ta không tiến lên được. Nếu muốn thoát khỏi tâm trạng không vui, chúng ta phải dựa vào chính mình. Khi có tâm trạng tiêu cực, chúng ta phải phân tích ngay nguyên nhân hình thành để có biện pháp đối phó kịp thời. Chúng ta cũng có thể chia sẻ với người khác để cải thiện tâm trạng, làm những hoạt động yêu thích như nghe nhạc, đánh bóng, đi dạo phố. Như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều và loại bỏ được sự căng thẳng, mệt mỏi của cả một tuần làm việc. Khống chế cơn giận. Đây là vấn đề mà các nhà lãnh đạo thường gặp phải. Phương pháp kiềm chế cơn giận có hiệu quả nhất là dự phòng tư tưởng. Tức là phải có nhận thức về con người và sự việc xung quanh một cách rõ ràng, không ảo tưởng và hy vọng. Chỉ khi chúng ta loại bỏ được sự ảo tưởng và hy vọng, cơn giận mới không đến. Khi ý thức được rằng mình sắp nổi nóng, bạn hãy cố gắng để trì hoãn cơn giận khoảng 15 giây, sau đó hãy nổi trận lôi đình. Lần sau khi bạn cáu giận thì hãy trì hoãn 30 giây. Những lần kéo dài thời gian như vậy sẽ giúp bạn kiềm chế bản thân tốt hơn. Dần dần bạn sẽ tránh được những lần nổi nóng không đáng có. Nhẫn nhịn không phải là nhu nhược, mà ngược lại, nhẫn nhịn thể hiện sự tự tin, kiên nhẫn và một hoài bão to lớn. Khi Viên Thiệu tấn công quân Tào, Viên Thiệu sai Trần Lâm viết bài hịch mắng Tào Tháo. Trong bài hịch, Trần Lâm không những đã mắng nhiếc Tào Tháo không ngớt lời, mà còn mắng cả cha và tổ tiên Tào Tháo. Không lâu sau đó, Viên Thiệu thua trận, Trần Lâm rơi vào tay Tào Tháo. Ngỡ rằng Tào Tháo sẽ giết Trần Lâm để hả giận, nhưng Tào Tháo đã không làm vậy. Ông ngưỡng mộ tài năng của Trần Lâm,
không những không giết Trần Lâm mà còn vứt bỏ hiềm khích cũ để trọng dụng Trần Lâm. Việc đó khiến Trần Lâm vô cùng cảm động. Sau này đã có nhiều đề xuất hay cho Tào Tháo. Chu Du trái ngược hẳn với Tào Tháo. Chu Du là một tướng tài nhưng lại không có lòng khoan dung. Ông ta không chấp nhận người nào hơn mình. Nhiều lần Chu Du muốn hại Gia Cát Lượng nhưng đều không thành. Lần cuối cùng Chu Du dùng kế mượn đường diệt Quắc với ý đồ chiếm đoạt Kinh Châu nhưng bị Khổng Minh phát hiện. Khổng Minh đã bao vây quân Chu Du và viết thư khuyên Chu Du. Chu Du ngửa mặt lên trời than rằng: trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng, rồi chết. Lỗ Túc là mưu sĩ của Đông Ngô cũng phải nói rằng: Công Cẩn chết là do lòng dạ quá hẹp hòi. Người xưa có câu: cao quý không được kiêu ngạo, giàu có không được hoang phí. Khi địa vị và điều kiện kinh tế thay đổi, có người sẽ tự buông lòng bản thân mình, kiêu ngạo, tự mãn, hoang phí, phô trương. Người lãnh đạo phải tự điều chỉnh mình, phải có cách nhìn đúng đắn với danh lợi và địa vị xã hội, biết kiểm soát bản thân xuất phát từ việc hiểu về những giá trị mình đang có. Hiểu về người khác đã khó, hiểu về bản thân còn khó hơn nhiều. Để có thể hiểu và kiểm soát bản thân mình, chúng ta phải tự kiểm điểm bản thân, phải nghiêm khắc để phân tích ưu và nhược điểm của chính mình. Tự kiểm điểm vừa là cách để hoàn thiện bản thân, lại vừa là một đức tính chỉ có thể có được thông qua tu dưỡng, rèn luyện. Những người luôn cố gắng nhìn nhận mình là những người luôn suy nghĩ thấu đáo trong công việc và cuộc sống. Sẵn sàng kiểm điểm bản thân là biểu hiện của tính tự giác. Khi làm được như vậy, chúng ta sẽ tiến bộ rất nhanh vì chúng ta có thể kịp thời tổng kết kinh nghiệm và rút ra bài học cho mình. Trong cuộc sống có nhiều người không kiềm chế được bản thân, nhất là khi gặp phải việc ngoài ý muốn, họ rất dễ tức giận và muốn giải quyết vấn đề bằng một cơn thịnh nộ. Trên thực tế, động một chút là tức giận, không thể giải quyết vấn đề, thậm chí còn làm cho tình hình nghiêm trọng thêm. Đối với một người lãnh đạo từng trải, sự tức giận là biểu hiện của thiếu hiểu biết. Bạn phải hiểu rằng khi đối phương đóng góp ý kiến đúng với bạn, thì cho dù họ có ý tốt hay không, bạn cũng nên đón nhận. Làm như vậy, bạn cũng sẽ không bị thiệt đâu. Khả năng tự kiềm chế là khả năng khống chế và kiểm soát tình cảm của bản thân mình. Tự kiềm chế bản thân cũng có tác dụng quan trọng đối với việc tăng sức khỏe sinh lý và tâm lý. Tự kiềm chế bản thân cũng có tác dụng quan trọng đối với việc tăng sức khỏe sinh lý và tâm lý. Khi bị kích động, hãy nghĩ hoặc làm một việc khác. Đại văn hào Nga Turgenev khuyên mọi người trước khi cãi nhau hãy uốn lưỡi 10 lần trong miệng. Lâm Tắc Từ, một vị tướng đời Thanh của Trung Quốc, treo chữ không nóng giận. Tô Thức, nhà văn nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống, lại tự khuyên mình bằng câu: nhẫn nhịn chuyện nhỏ để làm việc lớn. Làm như vậy, chúng ta sẽ giữ được tâm hồn thư thái. Khả năng tự kiềm chế liên quan đến ý chí là biểu hiện của lòng tự trọng và tự yêu bản thân. Nó có thể giúp chúng ta lựa chọn phương án tối ưu cho hành vi của mình, vượt qua trở ngại để đi theo con đường đúng đắn. Thành tín, làm người phải thành thực, giữ chữ tín. Người lãnh đạo dù quan hệ với ai, trên lĩnh vực gì, quan hệ như thế nào, thì một trong những yếu tố quan trọng nhất chính là giữ chữ tín. Trước thực tế khách quan, chúng ta cần dùng thái độ trung thực để phản ánh diện mạo vốn có của sự vật. Phải phản ánh chân thật các tình huống xảy ra. Có một, nói một. Có hai, nói hai. Phải ghi chép chính xác lịch sử. Phải đánh giá khách quan con người. Phải tổng kết trung thực công việc. Nếu trong kinh doanh, bạn thích dở những trò khôn vặt, không trung thực đối đãi với người khác, thì sớm muộn gì cũng sẽ nếm mùi thất bại. Dùng sự chân thành, thẳng thắn và nhiệt huyết của mình đổi lấy sự tín nhiệm và thấu hiểu của những người xung quanh. Đối với cấp dưới, với khách hàng, với đối tác mà đều làm được như vậy, bạn sẽ dần dần xây dựng được uy tín cho mình. Có ngày bạn sẽ phát hiện ra uy tín mang lại cho bạn một tài sản to lớn. Người tiêu dùng yêu cầu thái độ thành thật của nhà cung cấp. Là một người lãnh đạo, càng cần phải dựa trên nguyên tắc trung thực, tình cảm chân thành và danh tiếng uy tín để giành được sự ủng hộ của khách hàng và nhân viên. Người lãnh đạo cần hiểu rõ, thành tín là một sức mạnh và một tài sản vô hình to lớn. Trên đời không có quảng cáo nào tốt hơn sự thành thật. Giữ danh dự trong lời nói và hành động mới có thể chiếm được lòng tin của người khác. Nếu bạn là một người thành thật, mọi người sẽ yêu quý và tin tưởng bạn. Cho dù trong hoàn cảnh nào, mọi người đều biết bạn sẽ không che giấu, không thoái thác, cũng không biện minh cho hành động của mình.
họ hiểu những điều bạn nói là lời nói thật. Người lãnh đạo phải có thói quen đối xử chân thành với người khác, dùng con người chân thật của mình để đạt lấy những thành công trong sự nghiệp. Điểm cơ bản hấp dẫn nhất của một nhân cách hoàn thiện chính là sự chân thành. Đối xử chân thành với người khác, thận trọng giữ chữ tín chính là điều kiện tiên quyết cần thiết để lấy được lòng người và thu hút người khác. Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt luôn được mọi người kính trọng. James Amos, một người giúp việc, đã viết một cuốn sách về ông. Có một lần vợ tôi hỏi Tổng thống về một loài chim. Bà chưa từng nhìn thấy loài chim này, vì vậy Tổng thống miêu tả nó một lượt rất kỹ. Không lâu sau, chuông điện thoại trong phòng chúng tôi vang lên. Vợ tôi nhấc điện thoại, thì ra chính là Tổng thống. Ông nói ông gọi điện là muốn nói rằng ngoài cửa sổ đang có một con chim, đó chính là con chim mà bà vừa hỏi. Ông thường xuyên làm những việc nhỏ như vậy. Uy tín được coi là cái gốc của kinh doanh buôn bán. Ở một góc độ nào đó, nó chính là một loại vốn vô hình. Giữ chữ tín, thành thật, không dối trá luôn luôn được xem là nội dung và tiêu chí quan trọng trong đạo đức kinh doanh. Tài chính, nắm bắt nghệ thuật xoay vòng vốn. Trừ phi một người lãnh đạo đã chứng minh anh ta có thể quản lý tốt tài chính, nếu không sẽ không ai đem quyền quyết sách ảnh hưởng đến đại cục hưng suy của một doanh nghiệp trao cho anh ta. Một người lòng tràn đầy hoài bão nên tiêu tiền vào sự nghiệp để tăng thêm cơ hội thành công cho bản thân. Trước khi đạt được thành công ở mức độ nhất định, trong việc chi tiêu thỏa mãn sự hưởng thụ cá nhân, người đó nên hà tiện giống như một nô lệ giữ tiền. Có nghĩa là người đó nên cố hết khả năng ưu tiên xem xét chi tiêu những việc cần thiết như tham gia một khóa học tự nâng cao bản thân, tham gia một câu lạc bộ có lợi cho việc phát triển sự nghiệp. Đối với chi tiêu cho những việc khác như đua xe, du thuyền thì nên keo kiệt. Người chủ hoặc giám đốc một doanh nghiệp thông minh luôn luôn đem lợi nhuận đã đạt được tiến hành tái đầu tư, mở rộng sản xuất để phát triển doanh nghiệp của anh ta. Một người bình thường cũng vậy, kiểu đầu tư này có thể thực hiện bằng nhiều hình thức: sổ tiết kiệm, bảo hiểm nhân thọ, cổ phiếu. Sau nhiều năm nghiên cứu đạo lý làm giàu của những người thành công nhất trong xã hội, người ta đã phát hiện ra 5 đạo lý cơ bản của việc quản lý tài chính. Mỗi đạo lý lại là một bí quyết để gia tăng tài sản. 5 đạo lý đó là: thứ nhất, phải luôn suy nghĩ về quản lý tài chính. Điều này đòi hỏi bạn phải luôn có ý thức về việc quản lý tài chính. Ví dụ, làm thế nào để có thể trong thời gian ngắn hơn tôi làm ra nhiều giá trị hơn? Có kỹ thuật mới nào làm cho công ty có sức cạnh tranh hơn không? Thứ hai, phải luôn tìm cách để duy trì của cải. Để làm được như vậy thì chi tiêu không được vượt quá thu nhập, đồng thời phải đầu tư nhiều kênh. Thứ ba, phải luôn đạt mức tăng trưởng tài chính. Phải dùng tiền đã kiếm được đi đầu tư tiếp để có được lợi nhuận liên tiếp. Như vậy, tiền kiếm được luôn luôn có thể tăng lên gấp bội. Thứ tư, phải bảo vệ tài sản của mình. Nếu hiện nay bạn vẫn chưa suy nghĩ, thì lúc này bạn nên bàn bạc nhiều hơn một chút với chuyên gia, đồng thời học hỏi những chuyên gia đó cách bảo vệ tài sản giống như học những điều khác trong cuộc đời của bạn vậy. Thứ năm, tự thưởng cho mình một phần thưởng nho nhỏ để biểu dương thành công trong quản lý tài chính. Hầu hết các doanh nhân đối với tiền bạc đều tính toán kỹ lưỡng. Một nhà kinh tế học từng nói, một đồng mà bạn tiết kiệm được vĩnh viễn lớn hơn một đồng mà bạn kiếm về. Bạn có thể tham khảo những bí quyết tiết kiệm tiền dưới đây. Liên tục bỏ ra một phần lương gửi vào ngân hàng, 5%, 10%, nhất định phải gửi. Ghi lại tỉ mỉ thành bảng biểu các khoản thu chi tiền của bạn mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Chỉ giữ một chiếc thẻ tín dụng đủ để chứng minh thân phận, còn tiền nợ hàng tháng tuyệt đối phải trả hết. Đơn giản hóa cuộc sống, nhà không cần quá rộng, mua lại xe đã qua sử dụng. Khi mua đồ đừng quên nghĩ một chút, tiền này tiêu có đáng không? Hàng rẻ tiền chưa chắc đã không tốt, hàng đắt tiền cũng chưa chắc có thể bảo đảm chất lượng. Nhất quyết phải mặc cả. Nếu bạn không đưa ra ý kiến, người bán hàng sẽ không bao giờ chủ động giảm giá bán đồ cho bạn. Sức khỏe. Sức khỏe là tiền đề của thành công. Sức khỏe của một người bao gồm 3 phương diện: cơ thể khỏe mạnh, tinh thần khỏe mạnh và năng lực thích ứng xã hội tốt. Muốn khỏe mạnh, trước tiên phải làm cho tinh thần khỏe mạnh. Tinh thần khỏe mạnh mới có thể giúp chúng ta đưa ra những lựa chọn và phán đoán chính xác trong cuộc sống, cũng mới có thể làm cho cuộc sống của chúng ta tràn đầy niềm vui. Hầu hết mọi người thường không coi trọng sức khỏe của mình bằng những vật phẩm quý. Một số người lại vì tiếc thời gian, quá dốc sức làm việc mà từ bỏ tất cả những hoạt động nghỉ ngơi và giải trí nên có.
Kết quả là tự hủy hoại sức sống của bản thân họ. Đại não là một bộ phận quan trọng nhất của cơ thể con người, cũng là nguồn vốn thành công lớn nhất. Vì thế, nó cần được bảo vệ để có thể hoạt động tốt nhất. Đại não mệt mỏi quá độ sẽ phá hoại sự cân bằng hưng phấn và ức chế của vỏ não, gây ra suy giảm chức năng đại não, biểu hiện là tinh thần rối loạn, phản ứng chậm chạp, sức chú ý phân tán, trí nhớ giảm sút. Biện pháp chủ yếu để phòng tránh đại não mệt mỏi quá độ là nghỉ ngơi đúng lúc để cho tinh thần căng thẳng được thả lỏng. Phương pháp nghỉ ngơi rất nhiều và đa dạng như nghe nhạc, trồng hoa, thưởng thức nghệ thuật, câu cá, đánh cờ, đọc sách, tập thể dục thể thao, ngủ. Đối với những người lao động trí óc phải hoạt động tư duy trong thời gian dài, cần phải bổ sung dinh dưỡng thích hợp. Thực phẩm có hàm lượng protein cao như đậu nành, trứng, sữa, các loại thịt, rau, hoa quả lại là nguồn thực phẩm chủ yếu cung cấp vitamin, canxi, phốt pho, sắt. Cá, tôm cũng có hàm lượng protein, vitamin, phốt pho. Cung cấp oxy không đủ, thiếu hấp thụ ion âm có ảnh hưởng rất lớn đến việc phát huy chức năng đại não. Để có được đầy đủ oxy và ion âm, chúng ta phải thường xuyên hoạt động ngoài trời, đến với thiên nhiên, đến những khu vực cây xanh, công viên. Làm thế nào để làm chậm quá trình lão hóa của đại não? Trước tiên phải thường xuyên sử dụng não. Thường xuyên sử dụng thì tiến hóa, không thường xuyên sử dụng thì thoái hóa. Đương nhiên phải nắm rõ nguyên tắc sử dụng thích hợp. Tiếp theo là phải giữ gìn cho tâm trạng luôn lạc quan vui vẻ. Tâm tư lạc quan không chỉ làm tinh thần con người dồi dào, sức lực cường tráng, mà còn có thể làm chậm quá trình lão hóa của đại não. Ngoài ra, bạn còn phải lao động và nghỉ ngơi hợp lý, sinh hoạt điều độ, cân bằng giữa lao động trí óc và lao động chân tay. Thông thường, công việc ở văn phòng làm cho con người cảm thấy mệt mỏi, hầu hết là vì họ phải giữ mãi một tư thế trong thời gian dài. Vì vậy, nếu bạn thường xuyên giữ một tư thế ngồi thì thỉnh thoảng nên đứng dậy đi lại một chút. Ở đây giới thiệu thêm một hình thức nghỉ ngơi thích hợp với tất cả mọi người. Trước tiên, nằm trên giường hoặc ngồi trên ghế, tự mình thả lỏng. Tiếp theo, không dùng sức, không nghĩ gì, bắt đầu để ý niệm nghỉ ngơi đi đến toàn bộ các cơ quan trong cơ thể. Bắt đầu từ chân trái, nghĩ đến đầu ngón chân trước, nghĩ rằng nó đã nghỉ ngơi, để ra hiệu ngầm nghỉ ngơi. Tiếp đó ra hiệu ngầm cho chân sau, sau đó cho cổ chân, bụng chân, đầu gối rồi liên tục đến đùi. Lại chuyển sang nghĩ đến chân phải, tiếp đó phát tín hiệu đến đầu, mặt, cổ để chúng cũng đều nghỉ ngơi. Người bình thường chỉ cần bắt đầu từ khi 35 tuổi, tăng cường tự mình quản lý sức khỏe bản thân, hình thành thói quen sống tốt thì có thể kéo dài đến 7 năm tuổi thọ. Các nhà khoa học đưa ra lời khuyên nên tăng cường cải thiện từ 10 phương diện sau. Tính tình rộng lượng, tinh thần lạc quan, đơn giản hóa mâu thuẫn và quan hệ giao tiếp phức tạp. Ăn uống hợp lý, vừa phải phòng chống thiếu dinh dưỡng, vừa phải tránh dư thừa dinh dưỡng, duy trì cân bằng bữa ăn và thực phẩm. Kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, kiên trì tập luyện, đặc biệt là người lao động trí óc, người trong giới kinh doanh càng nên dành thời gian tham gia hoạt động thể thao. Sinh hoạt điều độ, nề nếp, biết thư giãn, biết tìm vui vẻ trong buồn khổ. Không hút thuốc, không nghiện rượu. Gia đình hòa thuận, cuộc sống ổn định, không khí hòa hợp. Thích giúp đỡ người khác, tự tôn tự trọng, không hồ đồ chuyện lớn, không tính toán chuyện nhỏ. Dùng thuốc hợp lý, có bệnh sớm trị, không bệnh sớm phòng. Sinh hoạt tình dục lành mạnh, không buông thả. Quan hệ giao tiếp tốt không chỉ thúc đẩy công việc hàng ngày phát triển mà còn là liều thuốc tốt cho tinh thần khỏe mạnh. Khi bạn mất đi một thứ gì đó, vì nó mà đau khổ, sinh ra tinh thần lệch lạc, luôn có những đôi tay nhiệt tình đưa ra giúp đỡ, giúp bạn rời bỏ đau thương, hồi phục trạng thái tinh thần cân bằng. Con người hàng ngày làm việc bận rộn, căng thẳng, lúc này con người cần sự an ủi và động viên của người khác, cần có người đồng cam cộng khổ, giúp đỡ vượt qua khó khăn, có được niềm tin tiến về phía trước. Quan hệ giao tiếp tốt có thể đáp ứng những nhu cầu này của con người, làm cho họ được giải thoát khỏi trạng thái tâm lý căng thẳng, ức chế. Trong quan hệ giao tiếp, con người tiếp nhận lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, từ trong ánh mắt và thần thái của những người xung quanh, mỗi người đều có thể thấy được diện mạo và giá trị của mình. Đồng thời cũng thông qua thái độ của người khác đối với bản thân, con người mới có thể làm sâu sắc nhận thức đối với bản thân mình, nâng cao năng lực tự đánh giá, làm cho sự tự đánh giá ngày càng trở nên khách quan và toàn diện. Đi tản bộ là một phương thức thể dục vận động rất tốt. Đây là một loại vận động điều hòa, có thể thư giãn gân cốt, giúp chân khỏe mạnh, mà khí huyết ở chân có lưu thông hay không lại có quan hệ đến toàn thân. Ngoài ra, đi tản bộ còn là một vận động thả lỏng tâm hồn. Bước đi thoải mái, có nhịp độ,
hít thở sâu và điều hòa, làm cho tâm trạng điềm tĩnh, ung dung, thư thái. Có cơ thể khỏe mạnh, tỉnh lực hơn người thì mới có thể lao động trí óc căng thẳng, gánh vác nhiệm vụ nặng nề. Thường ngày chú ý vận động, rèn luyện tốt sức khỏe, không chỉ có lợi cho việc đạt được thành tích to lớn mà còn ngăn chặn sự lão hóa của cơ thể. Cùng với sự trôi đi của thời gian, bạn vẫn sẽ tư duy nhanh nhạy, sức lực dồi dào, tiếp tục có những cống hiến lớn. Thanh Xuân tóm tắt, người đọc Kim Thoa. Thuật lãnh đạo. Người dịch: Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Đức Anh, Phan Vũ Tuấn Anh. Bản quyền tiếng Việt: Thái Hà Books. Nội dung chính: Lãnh đạo không nhất thiết phải là người học rộng, nhưng nhất thiết phải là người có năng lực. Họ phải biết lựa lời với cấp trên, phải nghiêm khắc mà độ lượng, ân cần niềm nở với cấp dưới, phải động viên tinh thần cộng sự, phải biết tùy cơ ứng biến, nhanh nhạy, khôn khéo với đối phương, phải biết tranh thủ những người ủng hộ, đồng thời đặt mình vào vị trí của những người phản đối mình để tìm cách thu phục họ. Bồi dưỡng tố chất lãnh đạo không phải là việc có thể làm trong một sớm một chiều mà cần phải tích lũy qua thời gian. Người lãnh đạo phải không ngừng học tập để nâng cao năng lực và rèn luyện tố chất của mình. Trau dồi kỹ năng một cách đúng đắn là chúng ta đã thành công được một nửa. Một nửa còn lại chính là việc chúng ta áp dụng được vào thực tiễn những gì mình đã học. Có mục tiêu mới có phương hướng và động lực. Hàng ngày, chúng ta đều bắt gặp những người không hài lòng với cuộc sống của bản thân và thế giới xung quanh. Thực ra, có tới 98% trong số họ không thể miêu tả rõ ràng về một thế giới khiến họ cảm thấy hài lòng. Họ không có mục tiêu cụ thể để thay đổi cuộc sống. Một nhân viên bình thường có mục tiêu sẽ trở thành người tạo ra lịch sử. Một người không có mục tiêu sẽ mãi mãi chỉ là một nhân viên bình thường. Mục tiêu giúp bạn biết cái đích phải đến và thúc giục bạn tiến lên. Khi nỗ lực thực hiện mục tiêu, bạn sẽ cảm thấy tự hào về bản thân mình. Cùng với thời gian, khi bạn lần lượt thực hiện được các mục tiêu, thì tư tưởng và phương thức làm việc của bạn cũng sẽ thay đổi. Mục tiêu của bạn phải thật cụ thể và có khả năng thực hiện. Đây là điều rất quan trọng. Bởi nếu một kế hoạch được đưa ra không cụ thể, không xác định được có khả thi hay không, thì sự tích cực của bạn sẽ bị giảm đi đáng kể vì bạn không biết mình còn cách mục tiêu bao xa. Khi có những mục tiêu trong cuộc sống, chúng ta sẽ thấy công việc nào cũng đều có ý nghĩa. Cuộc sống của chúng ta vì thế cũng trở nên vui vẻ và tràn đầy sức sống, đơn giản vì chúng ta đang hướng đến mục tiêu. Nhiều lúc chúng ta thất bại không phải do những khó khăn trên đường đời, mà do chúng ta không có niềm tin vào mục tiêu của mình. Một mục tiêu có khả năng thành công là động lực giúp chúng ta tiến bước. Năm 1984, tại giải Marathon quốc tế được tổ chức tại Tokyo, vận động viên người Nhật Bản Keijo Yamada đã bất ngờ đánh bại các tên tuổi lớn và giành được huy chương vàng. Khi được hỏi lý do gì đã khiến anh giành được thành tích tuyệt vời đến vậy, anh trả lời: "Tôi chiến thắng bằng trí tuệ." Mãi đến 10 năm sau, điều bí mật mới được làm sáng tỏ. Trong cuốn tự truyện của mình, Yamada viết: "Trước mỗi lần thi đấu, tôi đều đi xem trước tuyến đường mình sẽ chạy, vẽ lại những địa điểm nổi bật như địa điểm đầu tiên là ngân hàng, tiếp đến là một cái cây to. Vì thế, khi vào cuộc thi chính thức, tuyến đường hơn 40 km đã được tôi chia nhỏ ra và hoàn thành hết sức nhẹ nhàng. Thực ra lúc đầu tôi không biết cách làm đó, tôi chỉ nhắm đến lá cờ cắm ở vạch đích và kết quả là sau khi chạy được hơn 10 km, tôi đã kiệt sức. Tôi rất hoảng sợ trước mục tiêu xa vời phía trước." Có rất nhiều câu chuyện và nhiều thành quả nghiên cứu chứng minh rằng trong mỗi con người đều đang ẩn chứa tiềm năng to lớn chưa được khai thác. Học giả Mỹ William James đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng người bình thường mới chỉ phát huy được 1/10 khả năng của mình, chúng ta mới chỉ sử dụng một phần rất nhỏ tiềm năng của mình. Roosevelt, Tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ từng nói, người kiệt xuất không phải là những người được ban cho tài năng thiên bẩm, mà là người biết cách phát huy khả năng của mình ở mức độ cao nhất. Thành công là gì? Thành công chính là thiết lập mục tiêu rõ ràng và thực hiện mục tiêu đó bằng nỗ lực của bản thân. Nhưng có không ít người trong quá trình thực hiện mục tiêu lại bị những việc khác thu hút sự chú ý, để rồi liên tục thay đổi mục tiêu và cuối cùng họ đã đánh mất mục tiêu ban đầu của mình.
Có một câu chuyện như thế này. Có ba người công nhân đang xây tường. Một người qua đường hỏi họ: anh đang làm gì? Người thứ nhất trả lời: xây tường. Người thứ hai trả lời: tôi đang kiếm tiền. Người thứ ba trả lời: tôi đang tạo nên một ngôi nhà độc đáo nhất trên thế giới. Người thứ nhất làm việc chỉ vì công việc. Người thứ hai làm việc vì tiền. Còn người thứ ba làm việc vì một mục tiêu. Được biết đây là câu chuyện có thật. Sau đó anh công nhân thứ nhất và thứ hai vẫn chỉ là những công nhân xây tường bình thường, trong khi anh công nhân thứ ba đã trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng. Việc thiết lập mục tiêu có ý nghĩa quan trọng đối với việc thành công của cả một kế hoạch. Đó là kim chỉ nam, là điểm xuất phát và đồng thời là đích đến cho mọi kế hoạch và hành động. Có rất nhiều người không đủ tự tin vào năng lực của bản thân nên thường tìm mọi lý do để biện hộ. Họ đã đổ vấy trách nhiệm cho ông trời. Trên thực tế, có nhiều lúc nguyên nhân thất bại của một người là do người đó không có những hành động thiết thực để thực hiện lý tưởng của mình. Chúng ta thường chỉ có ý tưởng, nhưng lại không biến ý tưởng đó thành mục tiêu. Hơn nữa, ý tưởng đó lại chưa được định hình, nên mục tiêu cũng vì thế mà không rõ ràng. Kết quả là khi hành động, người ta mất phương hướng, thậm chí không biết mình còn cách mục tiêu bao xa. Muốn trở thành người lãnh đạo thành công, tự tin và kiêu hãnh, chúng ta phải xác định thật rõ mục tiêu của mình. Khi mục tiêu đã rõ ràng, thì việc phải làm như thế nào không còn là vấn đề, và thành công là chuyện đương nhiên. Hành động, có mục tiêu đúng, phải hành động ngay. Khi mục tiêu đã được thiết lập, người lãnh đạo phải hành động ngay, thậm chí là làm việc không ngừng nghỉ. Khả năng hành động ngay cũng như khả năng giỏi sắp xếp kế hoạch hành động là điều rất quan trọng trong thành công của bất kỳ cá nhân nào. Nếu thiếu đi khả chân thật của mình để đạt lấy những thành công trong sự nghiệp, điểm cơ bản hấp dẫn nhất của một nhân cách hoàn thiện chính là sự chân thành. Đối xử chân thành với người khác, thận trọng giữ chữ tín chính là điều kiện tiên quyết cần thiết để lấy được lòng người và thu hút người khác. Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt luôn được mọi người kính trọng. James Amos, một người giúp việc, đã viết một cuốn sách về ông. Có một lần vợ tôi hỏi Tổng thống về một loài chim. Bà chưa từng nhìn thấy loài chim này, vì vậy Tổng thống miêu tả nó một lượt rất kỹ. Không lâu sau, chuông điện thoại trong phòng chúng tôi vang lên. Vợ tôi nhấc điện thoại, thì ra chính là Tổng thống. Ông nói ông gọi điện là muốn nói rằng ngoài cửa sổ đang có một con chim, đó chính là con chim mà bà vừa hỏi. Ông thường xuyên làm những việc nhỏ như vậy. Uy tín được coi là cái gốc của kinh doanh buôn bán. Ở một góc độ nào đó, nó chính là một loại vốn vô hình. Giữ chữ tín, thành thật, không dối trá luôn luôn được xem là nội dung và tiêu chí quan trọng trong đạo đức kinh doanh. Tài chính, nắm bắt nghệ thuật xoay vòng vốn. Trừ phi một người lãnh đạo đã chứng minh anh ta có thể quản lý tốt tài chính, nếu không sẽ không ai đem quyền quyết sách ảnh hưởng đến đại cục hưng suy của một doanh nghiệp trao cho anh ta. Một người lòng tràn đầy hoài bão nên tiêu tiền vào sự nghiệp để tăng thêm cơ hội thành công cho bản thân. Trước khi đạt được thành công ở mức độ nhất định, trong việc chi tiêu thỏa mãn sự hưởng thụ cá nhân, người đó nên hà tiện giống như một nô lệ giữ tiền. Có nghĩa là người đó nên cố hết khả năng ưu tiên xem xét chi tiêu những việc cần thiết như tham gia một khóa học tự nâng cao bản thân, tham gia một câu lạc bộ có lợi cho việc phát triển sự nghiệp. Đối với chi tiêu cho những việc khác như đua xe, du thuyền thì nên keo kiệt. Người chủ hoặc giám đốc một doanh nghiệp thông minh luôn luôn đem lợi nhuận đã đạt được tiến hành tái đầu tư, mở rộng sản xuất để phát triển doanh nghiệp của anh ta. Một người bình thường cũng vậy, kiểu đầu tư này có thể thực hiện bằng nhiều hình thức, sổ tiết kiệm, bảo hiểm nhân thọ, cổ phiếu. Sau nhiều năm nghiên cứu đạo lý làm giàu của những người thành công nhất trong xã hội, người ta đã phát hiện ra 5 đạo lý cơ bản của việc quản lý tài chính. Mỗi đạo lý lại là một bí quyết để gia tăng tài sản. 5 đạo lý đó là: thứ nhất, phải luôn suy nghĩ về quản lý tài chính. Điều này đòi hỏi bạn phải luôn có ý thức về việc quản lý tài chính. Ví dụ, làm thế nào để có thể trong thời gian ngắn hơn tôi làm ra nhiều giá trị hơn? Có kỹ thuật mới nào làm cho công ty có sức cạnh tranh hơn không? Thứ hai, phải luôn tìm cách để duy trì của cải. Để làm được như vậy thì chi tiêu không được vượt quá thu nhập, đồng thời phải đầu tư nhiều kênh. Thứ ba, phải luôn đạt mức tăng trưởng tài chính, phải dùng tiền đã kiếm được đi đầu tư tiếp để có được lợi nhuận liên tiếp. Như vậy, tiền kiếm được luôn luôn có thể tăng lên gấp bội. Thứ tư, phải bảo vệ tài sản của mình.
Nếu hiện nay bạn vẫn chưa suy nghĩ, thì lúc này bạn nên bàn bạc nhiều hơn một chút với chuyên gia, đồng thời học hỏi những chuyên gia đó cách bảo vệ tài sản, giống như học những điều khác trong cuộc đời của bạn vậy. Thứ năm, tự thưởng cho mình một phần thưởng nho nhỏ để biểu dương thành công trong quản lý tài chính. Hầu hết các doanh nhân đối với tiền bạc đều tính toán kỹ lưỡng. Một nhà kinh tế học từng nói, một đồng mà bạn tiết kiệm được vĩnh viễn lớn hơn một đồng mà bạn kiếm về. Bạn có thể tham khảo những bí quyết tiết kiệm tiền dưới đây. Liên tục bỏ ra một phần lương gửi vào ngân hàng, 5%, 10%, nhất định phải gửi. Ghi lại tỉ mỉ thành bảng biểu các khoản thu chi tiền của bạn mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Chỉ giữ một chiếc thẻ tín dụng đủ để chứng minh thân phận, còn tiền nợ hàng tháng tuyệt đối phải trả hết. Đơn giản hóa cuộc sống, nhà không cần quá rộng, mua lại xe đã qua sử dụng. Khi mua đồ đừng quên nghĩ một chút, tiền này tiêu có đáng không? Hàng rẻ tiền chưa chắc đã không tốt, hàng đắt tiền cũng chưa chắc có thể bảo đảm chất lượng. Nhất quyết phải mặc cả. Nếu bạn không đưa ra ý kiến, người bán hàng sẽ không bao giờ chủ động giảm giá bán đồ cho bạn. Sức khỏe. Sức khỏe là tiền đề của thành công. Sức khỏe của một người bao gồm 3 phương diện: cơ thể khỏe mạnh, tinh thần khỏe mạnh và năng lực thích ứng xã hội tốt. Muốn khỏe mạnh, trước tiên phải làm cho tinh thần khỏe mạnh. Tinh thần khỏe mạnh mới có thể giúp chúng ta đưa ra những lựa chọn và phán đoán chính xác trong cuộc sống, cũng mới có thể làm cho cuộc sống của chúng ta tràn đầy niềm vui. Hầu hết mọi người thường không coi trọng sức khỏe của mình bằng những vật phẩm quý. Một số người lại vì tiếc thời gian, quá dốc sức làm việc mà từ bỏ tất cả những hoạt động nghỉ ngơi và giải trí nên có. Kết quả là tự hủy hoại sức sống của bản thân họ. Đại não là một bộ phận quan trọng nhất của cơ thể con người, cũng là nguồn vốn thành công lớn nhất. Vì thế, nó cần được bảo vệ để có thể hoạt động tốt nhất. Đại não mệt mỏi quá độ sẽ phá hoại sự cân bằng hưng phấn và ức chế của vỏ não, gây ra suy giảm chức năng đại não, biểu hiện là tinh thần rối loạn, phản ứng chậm chạp, sức chú ý phân tán, trí nhớ giảm sút. Biện pháp chủ yếu để phòng tránh đại não mệt mỏi quá độ là nghỉ ngơi đúng lúc để cho tinh thần căng thẳng được thả lỏng. Phương pháp nghỉ ngơi rất nhiều và đa dạng như nghe nhạc, trồng hoa, thưởng thức nghệ thuật, câu cá, đánh cờ, đọc sách, tập thể dục thể thao, ngủ. Đối với những người lao động trí óc phải hoạt động tư duy trong thời gian dài, cần phải bổ sung dinh dưỡng thích hợp. Thực phẩm có hàm lượng protein cao như đậu nành, trứng, sữa, các loại thịt, rau, hoa quả lại là nguồn thực phẩm chủ yếu cung cấp vitamin, canxi, phốt pho, sắt. Cá, tôm cũng có hàm lượng protein, vitamin, phốt pho. Cung cấp oxy không đủ, thiếu hấp thụ ion âm có ảnh hưởng rất lớn đến việc phát huy chức năng đại não. Để có được đầy đủ oxy và ion âm, chúng ta phải thường xuyên hoạt động ngoài trời, đến với thiên nhiên, đến những khu vực cây xanh, công viên. Làm thế nào để làm chậm quá trình lão hóa của đại não? Trước tiên phải thường xuyên sử dụng nạn thường gặp phải. Phương pháp kiềm chế cơn giận có hiệu quả nhất là dự phòng tư tưởng. Tức là phải có nhận thức về con người và sự việc xung quanh một cách rõ ràng, không ảo tưởng và hy vọng. Chỉ khi chúng ta loại bỏ được sự ảo tưởng và hy vọng, cơn giận mới không đến. Khi ý thức được rằng mình sắp nổi nóng, bạn hãy cố gắng để trì hoãn cơn giận khoảng 15 giây, sau đó hãy nổi trận lôi đình. Lần sau khi bạn cáu giận thì hãy trì hoãn 30 giây. Những lần kéo dài thời gian như vậy sẽ giúp bạn kiềm chế bản thân tốt hơn. Dần dần bạn sẽ tránh được những lần nổi nóng không đáng có. Nhẫn nhịn không phải là nhu nhược, mà ngược lại, nhẫn nhịn thể hiện sự tự tin, kiên nhẫn và một hoài bão to lớn. Khi Viên Thiệu tấn công quân Tào, Viên Thiệu sai Trần Lâm viết bài hịch mắng Tào Tháo. Trong bài hịch, Trần Lâm không những đã mắng nhiếc Tào Tháo không ngớt lời, mà còn mắng cả cha và tổ tiên Tào Tháo. Không lâu sau đó, Viên Thiệu thua trận, Trần Lâm rơi vào tay Tào Tháo. Ngỡ rằng Tào Tháo sẽ giết Trần Lâm để hả giận, nhưng Tào Tháo đã không làm vậy. Ông ngưỡng mộ tài năng của Trần Lâm, không những không giết Trần Lâm mà còn vứt bỏ hiềm khích cũ để trọng dụng Trần Lâm. Việc đó khiến Trần Lâm vô cùng cảm động. Sau này đã có nhiều đề xuất hay cho Tào Tháo. Chu Du trái ngược hẳn với Tào Tháo. Chu Du là một tướng tài nhưng lại không có lòng khoan dung. Ông ta không chấp nhận người nào hơn mình. Nhiều lần Chu Du muốn hại Gia Cát Lượng nhưng đều không thành. Lần cuối cùng Chu Du dùng kế mượn đường diệt Quắc với ý đồ chiếm đoạt Kinh Châu nhưng bị Khổng Minh phát hiện. Khổng Minh đã bao vây quân Chu Du và viết thư khuyên Chu Du. Chu Du ngửa mặt lên trời than rằng:
Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng, rồi chết. Lỗ Túc là mưu sĩ của Đông Ngô cũng phải nói rằng Công Cẩn chết là do lòng dạ quá hẹp hòi. Người xưa có câu, cao quý không được kiêu ngạo, giàu có không được hoang phí. Khi địa vị và điều kiện kinh tế thay đổi, có người sẽ tự buông lòng bản thân mình, kiêu ngạo, tự mãn, hoang phí, phô trương. Người lãnh đạo phải tự điều chỉnh mình, phải có cách nhìn đúng đắn với danh lợi và địa vị xã hội, biết kiểm soát bản thân xuất phát từ việc hiểu về những giá trị mình đang có. Hiểu về người khác đã khó, hiểu về bản thân còn khó hơn nhiều. Để có thể hiểu và kiểm soát bản thân mình, chúng ta phải tự kiểm điểm bản thân, phải nghiêm khắc để phân tích ưu và nhược điểm của chính mình. Tự kiểm điểm vừa là cách để hoàn thiện bản thân, lại vừa là một đức tính chỉ có thể có được thông qua tu dưỡng, rèn luyện. Những người luôn cố gắng nhìn nhận mình là những người luôn suy nghĩ thấu đáo trong công việc và cuộc sống. Sẵn sàng kiểm điểm bản thân là biểu hiện của tính tự giác. Khi làm được như vậy, chúng ta sẽ tiến bộ rất nhanh vì chúng ta có thể kịp thời tổng kết kinh nghiệm và rút ra bài học cho mình. Trong cuộc sống có nhiều người không kiềm chế được bản thân, nhất là khi gặp phải việc ngoài ý muốn, họ rất dễ tức giận và muốn giải quyết vấn đề bằng một cơn thịnh nộ. Trên thực tế, động một chút là tức giận, không thể giải quyết vấn đề, thậm chí còn làm cho tình hình nghiêm trọng thêm. Đối với một người lãnh đạo từng trải, sự tức giận là biểu hiện của thiếu hiểu biết. Bạn phải hiểu rằng khi đối phương đóng góp ý kiến đúng với bạn thì cho dù họ có ý tốt hay không, bạn cũng nên đón nhận. Làm như vậy, bạn cũng sẽ không bị thiệt đâu. Khả năng tự kiềm chế là khả năng khống chế và kiểm soát tình cảm của bản thân mình. Tự kiềm chế bản thân cũng có tác dụng quan trọng đối với việc tăng sức khỏe sinh lý và tâm lý. Tự kiềm chế bản thân cũng có tác dụng quan trọng đối với việc tăng sức khỏe sinh lý và tâm lý. Khi bị kích động, hãy nghĩ hoặc làm một việc khác. Đại văn hào Nga Turgenev khuyên mọi người trước khi cãi nhau hãy uốn lưỡi 10 lần trong miệng. Lâm Tắc Tử, một vị tướng đời Thanh của Trung Quốc, trèo chữ không nóng giận. Tô Thức, nhà văn nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống, lại tự khuyên mình bằng câu nhẫn nhịn chuyện nhỏ để làm việc lớn. Làm như vậy, chúng ta sẽ giữ được tâm hồn thư thái. Khả năng tự kiềm chế liên quan đến ý chí là biểu hiện của lòng tự trọng và tự yêu bản thân. Nó có thể giúp chúng ta lựa chọn phương án tối ưu cho hành vi của mình, vượt qua trở ngại để đi theo con đường đúng đắn. Thành tín, làm người phải thành thực, giữ chữ tín. Người lãnh đạo dù quan hệ với ai, trên lĩnh vực gì, quan hệ như thế nào, thì một trong những yếu tố quan trọng nhất chính là giữ chữ tín. Trước thực tế khách quan, chúng ta cần dùng thái độ trung thực để phản ánh diện mạo vốn có của sự vật. Phải phản ánh chân thật các tình huống xảy ra. Có một nói một, có hai nói hai. Phải ghi chép chính xác lịch sử, phải đánh giá khách quan con người, phải tổng kết trung thực công việc. Nếu trong kinh doanh, bạn thích dở những trò khôn vặt, không trung thực đối đãi với người khác, thì sớm muộn gì cũng sẽ nếm mùi thất bại. Dùng sự chân thành, thẳng thắn và nhiệt huyết của mình đổi lấy sự tín nhiệm và thấu hiểu của những người xung quanh. Đối với cấp dưới, với khách hàng, với đối tác mà đều làm được như vậy, bạn sẽ dần dần xây dựng được uy tín cho mình. Có ngày bạn sẽ phát hiện ra uy tín mang lại cho bạn một tài sản to lớn. Người tiêu dùng yêu cầu thái độ thành thật của nhà cung cấp. Là một người lãnh đạo, càng cần phải dựa trên nguyên tắc trung thực, tình cảm chân thành và danh tiếng uy tín để giành được sự ủng hộ của khách hàng và nhân viên. Người lãnh đạo cần hiểu rõ, thành tín là một sức mạnh và một tài sản vô hình to lớn. Trên đời không có quảng cáo nào tốt hơn sự thành thật. Giữ danh dự trong lời nói và hành động mới có thể chiếm được lòng tin của người khác. Nếu bạn là một người thành thật, mọi người sẽ yêu quý và tin tưởng bạn. Cho dù trong hoàn cảnh nào, mọi người đều biết bạn sẽ không che giấu, không thoái thác, cũng không biện minh cho hành động của mình. Họ hiểu những điều bạn nói là lời nói thật. Người lãnh đạo phải có thói quen đối xử chân thành với người khác, dùng con người, bởi vì khi sợ hãi, họ chưa bao giờ thử cười. Nụ cười có thể làm giảm đi tâm trạng u uất, có thể hóa giải tình thế căng thẳng giữa hai bên. Nếu bạn nở một nụ cười chân thành với một người nào đó, người đó sẽ không thể giận bạn được. Sức mạnh của quân đội quá nửa là do họ có lòng tin vào vị chủ soái của mình. Nếu chủ soái tỏ ra sợ hãi, lo lắng thì binh lính sẽ hỗn loạn, hoang mang. Sự tự tin của chủ soái sẽ làm tăng thêm dũng khí cho binh lính. Thành tích của bạn lớn
hay nhỏ phụ thuộc vào độ tự tin của bạn. Nếu bạn hoài nghi về khả năng của bản thân, thì trong suốt cuộc đời mình, bạn sẽ không thể làm nên việc lớn. Cho dù bạn là người tài giỏi đến đâu, khả năng của bạn thế nào, trình độ của bạn cao đến đâu, thành tích của bạn sẽ luôn phụ thuộc vào sự tự tin của bạn. Có rất nhiều người luôn cho rằng hạnh phúc trên đời này là thuộc về người khác. Họ không xứng đáng với nó, họ không thể ngang hàng với những người may mắn đó. Họ không hiểu rằng sự tự ti đó, sự tự loại bỏ mình đó sẽ làm giảm đi sức sống của họ, giảm đi cơ hội thành công của họ. Sự tự tin có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với tiền bạc, thế lực, gia thế, bạn bè. Đó là vốn quý nhất của con người. Tự tin có thể giúp chúng ta khắc phục khó khăn, loại bỏ trở ngại để đạt đến thành công. Nếu chúng ta phân tích, đánh giá những thành quả vĩ đại mà những người tự tạo ra cơ hội có được, chúng ta sẽ thấy rằng, ngay từ lúc bắt đầu, họ đã có một niềm tin vững chắc vào bản thân mình. Ý chí của họ kiên định đến mức có thể đạp bằng mọi sự hoài nghi và sợ hãi vốn rất dễ dàng khiến những người tự đánh giá thấp mình bỏ cuộc để tiến về phía trước. Không gì thần kỳ hơn uy lực của niềm tin. Đầu tiên chúng ta tin rằng tôi chắc chắn làm được. Sau đó chúng ta sẽ có được những điều kiện cần như năng lực, kỹ năng và sức lực. Mỗi khi bạn tin rằng tôi có thể làm được, bạn sẽ biết phải làm như thế nào. Mong muốn thành công chính là khởi nguồn cho sự sáng tạo và giàu có. Khi đã có mong muốn đó, con người ta sẽ có niềm tin. Niềm tin ấy lại được chuyển hóa thành tình cảm tích cực. Nó có thể khơi gợi tiềm ý thức của chúng ta và mang lại cho chúng ta nhiệt huyết, sức lực và trí tuệ, từ đó giúp chúng ta thành công. Niềm tin chính là kỹ sư tâm hồn. Trong cuộc sống, nếu kết hợp niềm tin và suy nghĩ, con người sẽ có được trí tuệ và sức mạnh vô biên để biến ước muốn thành vật chất, tiền bạc và sự nghiệp. Nếu muốn tạo ra sự tự tin, bạn phải loại bỏ hoàn toàn sự tự ti. Để giúp loại bỏ sự tự ti, bạn có thể viết ra những đam mê, sở thích, tài năng, sở trường của mình. Khi viết ra, bạn sẽ biết mình có thể làm những gì. Sau đó so sánh với bạn bè và cả những người khác, bạn sẽ biết trình độ năng lực của mình đến đâu. Thế giới muôn màu muôn vẻ, cuộc sống đầy rẫy những thử thách. Bạn muốn ngồi nhà là một kẻ nhát gan hay đi ra ngoài để thử sức mình? Tất cả những tư tưởng tiêu cực nếu hằn sâu trong ký ức lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ là mối đe dọa với sự tự tin và là vấn đề tâm lý của bạn. Trở ngại tâm lý dù lớn đến đâu, chúng ta đều có phương pháp chữa trị. Đó là ngừng suy nghĩ những điều tiêu cực, nhớ lại những sự việc tốt đẹp. Để tạo nên một con người mới thì bạn phải loại bỏ những tư tưởng không vui ra khỏi đầu. Khi nhớ về những sự việc đã qua, bạn hãy nghĩ về những mặt tốt mà quên đi những chuyện không vui. Trong cuộc đời của mỗi con người, chắc hẳn phải có những việc quan trọng làm cho bản thân thấy phấn chấn. Nếu bạn luôn hướng về những việc đó, tự khắc những việc không vui sẽ dần bị xóa khỏi ký ức của bạn. Hãy để cho mình có được cảm giác là mọi chuyện rất tốt đẹp. Khi đó, bạn thấy mình biết làm gì thì hãy làm việc đó. Nếu bạn cho rằng mình rất có giá trị và đưa tư tưởng đó vào trong hành động, bạn sẽ càng tự tin hơn. Con người có hàng nghìn lý do để tự ti và cũng có hàng nghìn lý do để tự tin. Con vịt xấu xí có thể trở thành thiên nga xinh đẹp là do nó tự tin, đứng thẳng, tự hào và dang rộng đôi cánh. Hãy để sự tự ti biến mất khỏi cuộc sống của bạn. Bạn sẽ có đủ tự tin để làm tốt một vài việc nào đó. Đó chính là bước đệm để bạn làm những việc lớn hơn. Kiềm chế, làm chủ hành vi của bản thân. Khả năng tự kiềm chế là phẩm chất, cũng là thước đo để đánh giá bản lĩnh của một người lãnh đạo. Khả năng tự kiềm chế bản thân bao gồm những mặt sau: bình tĩnh khi đối mặt với nguy cơ. Nguy cơ có thể tôi luyện hay hủy diệt con người. Những nguy cơ trong công việc và cuộc sống đều là thử thách cho người lãnh đạo. Thông thường trong cuộc sống có hai loại người. Một là những người vừa gặp phải điều không may mắn thì chùn bước, kêu trời kêu đất. Hai là những người tuy cảm thấy đau khổ vì nghịch cảnh nhưng quyết không chịu đầu hàng. Họ biết rõ rằng nếu không tự kiềm chế bản thân thì sự việc càng trở nên tồi tệ hơn. Người lãnh đạo cần phải làm được như vậy trước cấp dưới của mình. Nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng tiêu cực. Trăng có lúc mờ lúc tỏ, lúc khuyết lúc tròn. Con người có phúc có họa. Tâm trạng có lúc vui lúc buồn.
Tinh thần lạc quan, sự tự tin sẽ khiến chúng ta tràn đầy sức sống, hăng hái, tích cực và tiến tới thành công. Sự bi quan, lo lắng, tức giận, lạnh lùng, thất vọng, ân hận sẽ mang lại ảnh hưởng tiêu cực. Nó sẽ làm tiêu hao sức lực của chúng ta, kìm hãm, khiến chúng ta không tiến lên được. Nếu muốn thoát khỏi tâm trạng không vui, chúng ta phải dựa vào chính mình. Khi có tâm trạng tiêu cực, chúng ta phải phân tích ngay nguyên nhân hình thành để có biện pháp đối phó kịp thời. Chúng ta cũng có thể chia sẻ với người khác để cải thiện tâm trạng, làm những hoạt động yêu thích như nghe nhạc, đánh bóng, đi dạo phố. Như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều và loại bỏ được sự căng thẳng, mệt mỏi của cả một tuần làm việc. Khống chế cơn giận. Đây là vấn đề mà các nhà lãnh đạo khả năng đó, cho dù mục tiêu của bạn có tốt đến đâu, bạn cũng rất khó có thể thực hiện được. Napoleon từng nói, dành chút thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Khi thời cơ đến thì không nghĩ ngợi gì nữa mà lập tức hành động. Tính chủ động giúp nhà lãnh đạo nhìn thấy được những sự việc mà người khác không nhìn thấy, giúp họ có được những việc làm mang tính chiến thuật và giành được sự tín nhiệm của người khác. Nhưng tại sao nói thì dễ mà làm thì lại khó? Bởi vì chúng ta đã bỏ qua sự liên hệ giữa biết và hành động. Chúng ta không lựa chọn cách làm chủ động. Lựa chọn có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm về thái độ và hành vi của chính mình, không đổ lỗi cho người khác và hoàn cảnh. Để làm được điều đó, chúng ta phải trải qua một quá trình tự xung đột, đối kháng. Phải có sự lựa chọn sáng suốt, nếu không, hành động chúng ta rất dễ bị phụ thuộc vào hoàn cảnh. Chúng ta hãy hành động trước, sau đó sẽ dần hoàn thiện bản thân trong quá trình hành động. Hành động có tác dụng khích lệ chúng ta, đó là biện pháp có hiệu quả để đối phó với tính lười biếng. Napoleon đã từng nói một câu rất nổi tiếng: lúc nào tôi cũng chiến đấu trước rồi mới lên kế hoạch chiến đấu sau. Bạn không cần phải hoàn thiện mình hay thay đổi hoàn toàn thái độ sống của mình trước khi tìm kiếm cuộc sống mà mình đang hướng tới. Chỉ có hành động mới làm cho bạn tốt hơn. Cách làm thông minh nhất là tiến về phía trước, thực hiện mục tiêu mà mình hướng tới. Chúng ta muốn làm gì thì hãy làm việc đó, sau đó mới cần nghĩ đến việc hoàn thiện bản thân hay mục tiêu của mình. Vận động mới mang lại sự thay đổi, vận động mới mang lại sự phát triển. Cuộc sống là như vậy, nói nhiều không bằng làm ít. Bất cứ kế hoạch nào của người lãnh đạo đều phải biến thành hành động. Napoleon cũng từng nói, nghĩ được tốt là thông minh, lên kế hoạch tốt còn thông minh hơn, nhưng thông minh nhất vẫn là làm được tốt. Người lãnh đạo ngoài việc ra một quyết sách đúng đắn cũng cần có một tinh thần mạo hiểm. Mạo hiểm có thể khơi gợi sức sáng tạo và ý chí đấu tranh, cổ vũ tinh thần của con người. Kinh doanh giống như đánh bạc, tính rủi ro rất cao. Cơ hội thành công và thất bại là ngang nhau. Chúng ta phải luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt cơ hội bất cứ khi nào nó xuất hiện. Sau khi nắm bắt được cơ hội, nguy cơ vẫn luôn tiềm ẩn. Vì thế, chúng ta phải luôn cẩn thận, phải luôn sẵn sàng ứng phó với những tình huống có thể xảy ra và giành chiến thắng. Những người không dám mạo hiểm là những người không thể có được thành công. Đó là chân lý bất diệt. Nếu cơ hội thành công và thất bại là ngang nhau, vậy chúng ta hoàn toàn có thể thử lại lần nữa sau khi thất bại. Chúng ta thường có thói quen kéo dài thời gian khi làm một việc gì đó và thường thích hưởng thụ trước khi bắt tay vào hành động. Việc kéo dài thời gian như vậy sẽ dẫn đến thất bại. Lấy lý do chưa chuẩn bị đầy đủ để không hành động sẽ chỉ làm kế hoạch của chúng ta bị chậm trễ và đánh mất cơ hội mà thôi. Trong hoàn cảnh đó, cách tốt nhất là tận dụng những điều kiện đã có để bắt đầu hành động. Vừa hành động, vừa tìm kiếm hoặc đợi chờ điều kiện chín muồi. Không phải là tôi không muốn hành động, mà là hành động cũng không có ích lợi gì. Vậy thì còn hành động làm gì nữa? Trên thực tế, hành động không lúc nào là muộn. Có thể trước đó chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội, điều kiện tốt, nhưng trong tình huống đó, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là hành động. Mục đích của hành động là tìm lại những cơ hội và điều kiện đã mất để bù đắp thiệt hại và sai lầm, để công việc quay trở lại trạng thái bình thường. Tự tin, tin rằng mình làm được thì sẽ làm được. Sức mạnh lớn nhất xuất phát từ chính chúng ta. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta cũng chính là chúng ta. Làm lãnh đạo, chúng ta phải nghiêm khắc với chính mình. Có như vậy, chúng ta mới tự tin đón nhận thử thách, đồng thời trở thành tấm gương cho cấp dưới. Nếu bạn nghĩ rằng tôi làm việc gì cũng thất bại, tôi là một người vô dụng,
thì chắc chắn bạn sẽ không thể thành công khi làm bất cứ việc gì. Trong cuộc đời, mỗi con người đều trải qua không ít lần thất bại và cũng có nhiều lúc thành công. Nếu lúc nào chúng ta cũng chỉ nghĩ đến thất bại, chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua được nó. Kẻ thù lớn nhất mãi mãi là chính chúng ta. Vận may và vận đen, một nửa là do ngẫu nhiên, một nửa còn lại là do con người. Sau khi tiến hành điều tra đối với một người có vận may trên thương trường, người ta đã phát hiện ra rằng người đó thuộc kiểu người không bảo thủ, biết thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng kẻ thù lớn nhất chính là sự bảo thủ và tư tưởng luôn nghĩ đến thất bại của chúng ta. Cách nhanh nhất, chính xác nhất để chinh phục nỗi sợ hãi, khống chế sự tự ti, tạo ra sự tự tin chính là làm những việc mà mình thấy sợ, cho đến khi chúng ta có được kinh nghiệm để thành công. Ánh mắt có thể tiết lộ cho chúng ta nhiều thông tin. Việc không nhìn thẳng vào người khác thường có nghĩa là: tôi thấy tự ti bên cạnh bạn, tôi thấy không bằng bạn, tôi sợ bạn. Khi nhìn thẳng vào người khác có nghĩa là bạn đang nói với người đó: tôi rất chân thành và ngay thẳng, tôi tin rằng những gì mà tôi nói với bạn đều là sự thật. Bạn hãy để đôi mắt làm việc cho bạn, tức là hãy tập trung vào người khác. Làm như vậy, không những bạn sẽ thấy tự tin mà bạn còn có thể giành được sự tín nhiệm của họ. Có rất nhiều người có tư duy nhạy bén, tư chất thông minh, nhưng lại không thể phát huy sở trường của mình để tham gia thảo luận với người khác. Không phải là họ không muốn tham gia, mà là do họ thiếu tự tin. Xét từ góc độ tích cực, nếu tận dụng cơ hội để nói ra ý kiến của mình, chúng ta sẽ tăng thêm sự tự tin, và lần sau chúng ta sẽ càng dễ phát biểu ý kiến. Vì vậy, hãy phát biểu ý kiến thật nhiều, đó chính là vitamin của sự tự tin. Trên thực tế, cười là liều thuốc quý để điều trị bệnh thiếu tự tin. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người không tin vào điều đó,